Ứng thân 33 của Bồ Tát Quan Âm Cầm Sách. Vào đời Đường, ở Lâm An có một học trò tên là Tiền Liệu. Lúc nhỏ đã được mọi người ca ngợi là thần đồng, năm 16 tuổi đỗ tú tài. Qua Tiền Liệu cổ thật là giỏi. Ha, tuy ta còn nhỏ nhưng đã là tú tài, trạng nguyên chắc chắn cũng nằm trong tay của ta thôi. Đúng là danh bất hư truyền. Đúng vậy, thật là văn khúc tinh quân hạ phàm. Các người cứ để xem đi, chờ tôi đăng quang bản vàng sẽ đem áo gấm về quê. Nếu thi không đậu, tôi không trở về. Thời gian lao như tên bắn, Tiền Liệu dốc sức chăm chỉ học hành, nhưng cả hai lần dự thi, hai lần đều trượt. Chàng dần dần tâm cũng lạnh nhạt, thờ ơ, cuối cùng chàng muốn tự sát. Bồ Tát Quan Âm nhìn thấy, liền hóa thân thành một người đàn bà xin ăn, dắt theo hai đứa bé. Tiền Liệu tiên sinh, khoan đi đã, ngài có thể cho chúng con chút đồ ăn không? Ta cái gì cũng không có. Tiên sinh, ngài xem, bọn trẻ lanh lợi như vậy, ngài có thể đem y phục của mình cho chúng được không? Trên đời này sao lại có mẹ con nghèo khốn tham lam đến như vậy? Chẳng lẽ để thân ta không mảnh dại đi nhảy vợt hay sao? Tiên sinh, ngài sắp chết rồi, còn cần y phục có ích gì cơ chứ? Hãy thương tình những đứa con tôi, tiếp chút công đức đi mà. Bà sao biết tôi muốn chết chứ? Tôi xem ngài là học trò thi không đổ, chính là muốn tìm cái chết. Ngài thấy đó, tôi đến cả giày còn không có, ngài đến mạng cũng không cần, thì vẫn còn có đôi giày, có đúng không? Hey, ngay cả người ăn xin cũng nhìn thấy sự khốn đốn của ta, thật không thể nào sống được nữa. Cũng tốt, cũng tốt. Đây, các cháu cứ cầm lấy đi. Như thế, Tiền Liệu đem y phục, tiền bạc toàn bộ trao cho mẹ con người ăn xin, rồi quay người hướng lên núi mà đi. Tiên sinh, quay đầu là bờ. Tiền Liệu đứng trên miệng vực, trời đổ mưa tuyết lớn. Trong gió tuyết vẫn nghe văng vẳng tiếng người đàn bà nọ. Tiên sinh, quay đầu là bờ. Đến khi mở mắt ra, trước mắt là một pho tượng Bồ Tát Quan Âm cầm sách. Còn có một người phụ nữ đang cho củi vào đống lửa. Tiền Liệu nhớ lại. Ta nhớ mình đã nhảy xuống vực rồi mà. Đây là chỗ nào vậy? Đây là ngôi miếu của Bồ Tát Quan Âm cầm sách. Ngài có phải là học trò không? Không dám nhận. Cũng chẳng phải là học trò tốt đẹp gì. Thế ra ngài không thích đọc sách à? Không phải, cũng không phải. Tôi ngày đêm vừa mài đèn sách vất vả, nhưng mà lần nào cũng thi hỏng. Đã là vậy, tại sao không lễ lạy Bồ Tát cầm sách? Tiền Liệu bỗng nhiên tỉnh ngộ, lập tức phủ phục dưới đất thành khẩn quỳ lại. Xin đã từ đại bi quán thêm Bồ Tát, từ bi gia hộ. Trong phút chốc, cả phương trượng tỏa sáng hào quang. Người phụ nữ nọ bỗng nhiên hóa thân biến thành Quan Âm Bồ Tát. Người tâm hướng về việc kinh thư, chỉ là mong cầu đường danh lợi, không chịu làm việc gian khổ, không biết đến nỗi khổ của dân chúng, lại chẳng biết thế gian khổ não và thiên địa dời đổi. Như thế làm sao có thể ứng đối đề thi? Hôm nay trong tuyết gặp được nhân duyên, niệm tình ngươi có là việc lành tặng áo, ta ban cho người một bài kệ thay cho quà tặng, có được không? Tiếng nói của Bồ Tát chưa dứt, đã không còn thấy bóng ngài đâu nữa. Chỉ còn lại chàng học trò và đám lửa đang cháy dở. Trên cao bay xuống một tấm giấy. Ta nếu xuống địa ngục tự khô kiệt. Ta nếu hướng về Phật, tân sâm tự điều phục. Ta nếu hướng đến mọi sinh linh, tự nhiên được đại trí huệ. Tờ giấy rơi vào trong đám lửa, hóa thành ngọn lửa nhỏ rồi tan thành tro bụi. Tiền Liệu lòng chấn kinh, ngẩng lên hướng về bảo tượng Bồ Tát Quan Âm cầm sách trước mặt, vội vàng dập đầu khấu lại, cảm tạ Bồ Tát đã chỉ điểm. Con nhất định sẽ thông tỏ bài kệ, đọc cho kỹ càng, hành thiện tích đức, làm lợi ích cho bá tánh. Xin Bồ Tát từ bi gia hộ cho sự học của con được thành tựu. Chẳng mấy chốc lại đến kỳ khảo hạch. Tiền Liệu nhớ đến lời dạy của Bồ Tát, vẫy bút viết bài, ý tưởng tuôn ra như suối. Về sau cậu đổ đầu làm trạng nguyên. Sau khi đổ đạt, Tiền Liệu áo gấm về quê. Cậu không quên ân đức Bồ Tát cầm sách đã chỉ điểm, nên đã cho dựng một ngôi miếu trên núi để thờ ngài. cậu còn cho khắc câu chuyện về nhân duyên của Bồ Tát và cậu vào bia đá để người đời thờ kính đọc tụng, giúp lớp lớp sĩ tử gia tâm cầu xin sự bảo hộ của Bồ Tát, phấn đấu khổ công học tập, học nghiệp thành tựu, làm lợi ích cho bá tánh, hành thiện tích đức. Lần này vị Bồ Tát ứng hiện là Bồ Tát Cầm Sách. Nam Mô A Di Đà Phật.